xin chào tất cả mọi người. Mình là Nhung và mình là mẹ của bé Dula. Hiện tại thì bé Dula nhà mình đã được 4 tháng tuổi rồi và con nó cân nặng là hơn 9 cân. Con thì hiện tại vẫn đang ti mẹ hoàn toàn và sau mỗi cử ti, mỗi cử bú của con thì để đảm bảo lượng sữa cho bé thì mình thường hút thêm tầm 10 đến 15 phút. Và mình thường sử dụng cái máy hút sữa điện đôi Felix này nhá. Máy này thì là máy điện, mình dùng nguồn điện trực tiếp hoặc là dùng sạc dự phòng. Có thể hút đôi và cả hút đơn nhé mọi người nhá. Máy điện đôi Felix này thì khi mà mọi người bật nút nguồn lên thì máy sẽ tự động massage. Và mình luôn để massage nhiều hơn một chút để là kích thích cái tiến sữa hoạt động và sữa nó sẽ về nhiều hơn ấy. Sau đó thì máy nó, sau khi massage thì máy sẽ tự động massage và hút sâu. Thì các mẹ có thể là điều chỉnh các cái mức hút đấy. Máy có 9 mức hút sâu, mọi người có thể tăng mức này, 6 cộng là mọi người tăng nhá. Hoặc là mọi người có thể giảm một dấu trừ này. Và khi dùng cái máy này thì cảm nhận của mình là máy hút rất là êm, rất là kiệt sữa, lực hút thì rất là mạnh. Và mình nghĩ là mẹ nào mà đang chuẩn bị sinh hoặc là đang muốn tìm hiểu một cái loại máy hút sữa để có thể dùng trong cái quá trình nuôi con sữa mẹ thì các mẹ có thể là tham khảo cái dòng máy hút sữa điện đôi Felix này nhá. Và giá của cái máy hút sữa điện đôi này thì chỉ có giá là 620.000. Mọi người, máy hút sữa điện đôi Felix thì có bảo hành 12 tháng nội cơ nên mọi người trong quá trình sử dụng thì có thể yên tâm nhá. Và để mà có thể hút sữa nhiều hơn thì trước khi hút mọi người có thể là uống một cái ly một cốc sữa làng làng này nhá. Cốc uống rất là thơm ngon luôn mọi người.